Trong khi mại dâm nam dần lui vào kín kẽ, ẩn mình trên mạng ảo, mại dâm nữ vẫn diễn ra công khai trên lề đường, công viên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều gái bán dâm đã luống tuổi, tàn phai, nhan sắc, thậm chí nghiện ma túy dạt ra các công viên, vỉa hè, hình thành những chợ tình bình dân. Dù đêm hay ngày, đoạn đường Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, luôn có 5-6 cô gái ăn mặc hở hang, dựng xe trên vỉa hè. Một cách nhẫn nải, các cô gái liên tục đưa mắt quan sát, mời gọi những người đàn ông vụt qua trước mặt mình. Người dân sinh sống trên đoạn đường này khẳng định, đó là những cô gái bán dâm hết thời. Hầu hết ai đi qua đoạn đường này cũng đều quen mặt bởi các cô gái bán hoa không hề e sợ. Thậm chí công khai trèo kéo, bắt khách ngay trên đường. Khi đêm xuống, hoạt động mại dâm của những cô gái ở hai đoạn đường này trở nên đông đúc, sôi nổi hơn hẳn. Các cô trang điểm đậm, mặc những bộ quần áo khêu gợi, nồng nặc mùi nước hoa ngồi trên xe, đứng ở vỉa hè chờ vẫy khách. Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ ngã 6 Nguyễn Tri Phương đến Hùng Vương, quận 10, cũng là lãnh địa của những cô gái bán dâm. Tại đây các cô gái không đứng trên vỉa hè bắt khách, mà liên tục di chuyển qua lại bằng xe tay ga đắt tiền. Những cô gái bán dâm trên đoạn đường này không ăn mặc khêu gợi, mà chọn trang phục mặc kín đáo, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Trên đường di chuyển, họ công khai trèo kéo mời gọi khách đi nhà nghỉ, khách sạn với mức giá 200.000 đến 500.000 đồng một lượt. Nếu khách gật đầu, các cô gái sẽ tăng ga, rẽ vào đường nhánh như Nguyễn Duy Dương, Sư Vạn Hạnh, dẫn đến những nhà nghỉ, khách sạn quen thuộc. Nhóm gái mại dâm này đã có tuổi và hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Ngoài đường Ngô Quyền, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh, ba mặt công viên Phú Lâm, quận 6 cũng có gái bán dâm, người chuyển giới bắt khách. Hoạt động mại dâm tại chợ tình Phú Lâm diễn ra sôi động nhất khi công viên mờ ảo dưới ánh đèn đường. Thời điểm này, gái bán dâm chia làm 3 nhóm với 3 lứa tuổi khác nhau để cắt cứ các mặt của công viên. Đoạn đầu công viên nằm trên đường Kinh Dương Vương là nơi đứng chờ khách của những gái bán dâm từ 40 đến 50 tuổi. Đoạn công viên dọc theo tuyến đường Lê Tuấn Mậu, An Dương Vương là lãnh địa của gái bán dâm trẻ tuổi và người chuyển giới. Họ ngồi trên xe hoặc đứng ở vỉa hè trong trang phục thời trang khêu gợi. Khu vực heo hút buồn tẻ nhất nằm ở góc đường An Dương Vương, Lê Tuấn Mậu. Đây là nơi tập trung của gái bán dâm thuộc hàng lão làng khoảng từ 60 tuổi trở lên. Không mảy may cạnh tranh với đảo trẻ, các bà son phấn lòe loẹt, mặc áo bà ba, cầm túi đựng đồ nghề thong thả tám chuyện. Để tìm hiểu, nhận biết cách thức hoạt động của những người bán dâm sống bám công viên, phóng viên chủ động chọn người bán dâm cao tuổi nhất đứng vẫy khách ở chợ tình này. Bà Đào tự giới thiệu mình đã 65 tuổi, có thân hình xồ xề, trán và mặt bị cắt xẻ, xếp lớp bởi những nếp nhăn. Khuôn mặt đánh lớp phấn dày của bà càng tô đậm thêm hàng lông mày xanh đen vì được xăm quá tay. Bà dẫn phóng viên vào nhà nghỉ cách công viên Phú Lâm không xa. Mỗi khi bước đi, bà cố làm ra vẻ uyển chuyển. Dẫu vậy, bà vẫn không thể giấu lớp mỡ bụng chảy xệ sau lớp áo. Vào phòng, người viết nói thẳng là do vợ có kép nhí nên cần tìm một người phụ nữ từng trải để tâm sự cho đỡ buồn, chứ chưa có nhu cầu xác thịt. Ngay lập tức, bà lộ vẻ khó chịu. Bà nói, muốn đi chơi thì chơi, không thì chị massage cho em cũng được. Em đừng phân biệt già trẻ, tội chị. Chị không làm em thất vọng đâu. Nhiều người cỡ tuổi em cũng đi với chị. Họ thích đi với người lớn tuổi vì tụi chị sạch sẽ, có kinh nghiệm, biết cách chiều khách. Khách mối của chị toàn trai trẻ. Hôm rồi chị mới đi khách trẻ, họ hài lòng nên thưởng thêm 500.000 đồng. Nói xong, bà tiếp tục thúc ép khách lên giường, nói chuyện cho tình cảm. Rồi bà kể về cuộc đời mình và biến cố đẩy đưa bản thân vào con đường bán chôn nuôi miệng. Bà vốn là người Cần Thơ, lên thành phố Hồ Chí Minh bán buôn ở chợ An Đông từ nhiều năm trước. Thế nhưng cách đây ít năm, bà liên tục thua lỗ rồi lâm nợ nần. Không chịu được cảnh chủ nợ liên tục đến mắng mỏ, đe dọa, siết nợ, bà ra đường hành nghề buôn phấn bán hương. Ban đầu bà ra đứng ở một góc công viên Phú Lâm bắt khách. Không thể cạnh tranh được với những đồng nghiệp trẻ hơn và sợ cơ quan chức năng truy quét, bà chỉ đứng ở công viên từ 9 đến 21 giờ. Sau đó bà đến ngồi trước cửa nhà nghỉ quen để chờ người có nhu cầu mua dâm. Bà nói, người hay đi chơi nhìn là biết chị có khách hay không. Thấy chị ngồi trước khách sạn hoài là người ta hiểu rồi. Không làm nghề này có ai ngồi trước nhà nghỉ vào giờ khuya khoắt thế này đâu. Khách đến hỏi,
chị thấy được thì dẫn vào nhà nghỉ, không thì từ chối. Nhà nghỉ không gây khó dễ gì, họ kinh doanh cần có khách. Chị dắt khách đến cho họ thì không có lý do gì họ chửi chị cả. Khách đến họ cũng thu tiền phòng, chứ có cho chị ở không đâu. Bà cũng thú thực, chỉ có công việc này mới nhanh có tiền trả lãi số nợ đã vay mượn và trang trải cuộc sống. Đừng cùng cho nên khách nào có nhu cầu bà đều tiếp bất chấp đó là trai trẻ hay người cùng tuổi. Người say, khách thích cảm giác lạ. Dù đã U70, mỗi đêm người này vẫy được 3-5 khách với số tiền 150-300.000 đồng một lần bán dâm. Tết vừa qua bà không nghỉ việc mà tiếp tục phục vụ khách, chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết. Bà Đào già cũng như các cô gái bán dâm ở chợ tình Bình Dân thừa nhận việc đứng đường gặp nhiều bất trắc và thua thiệt đủ phần so với những gái gọi biết cách lăng xê bản thân. Bởi những cô gái này biết cách trả tiền để được giao thân, đánh bóng tên tuổi, tìm khách thông qua mạng ảo. Theo luật sư tiến sĩ Đặng Văn Cường, do nhiều yếu tố khác nhau nên nhu cầu quan hệ tình dục ngoài vợ chồng vẫn tồn tại, thậm chí gia tăng ở một số nhóm đối tượng trong xã hội. Trong đó, nguyên nhân chính là nhiều người coi nhẹ đạo đức phẩm giá, lười lao động, sẵn sàng bán dâm để có thu nhập đổi lấy cuộc sống sung túc. Nhiều người kiếm tiền dễ dàng bằng hành vi bất chính nên sẵn sàng dùng tiền bẩn để mua vui, trong đó có mua dâm. Trong cuộc gặp gỡ để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống, về lý do vào nghề và cả quá trình hoàn lương thành công hay không thành công của những cô gái làm nghề mại dâm, chúng tôi vô cùng xúc động bởi câu chuyện của Huệ, người đàn bà đã bước qua tuổi 40. Chị Huệ gầy, khuôn mặt đầy xương sầu và gân guốc, cách nói chuyện có phần bất cần, nhưng đôi mắt lại buồn đến xa xăm. Chị không muốn lấy bất cứ lý do gì để giải thích cho việc chị làm nghề. Thế nhưng khi ký ức ùa về những chi tiết một thời xưa cũ lại khiến đôi mắt chị ươn ướt. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn hẻo lánh. Năm 16 tuổi, chị được cha mẹ gả một người đàn ông cùng xóm theo lời định ước của hai người cha. Lấy chồng sống với gia đình chồng cùng 8 người chị chồng, chị Huệ cay đắng tủi nhục khi liên tục bị họ soi mói gièm pha. Nhưng vì mới 16 tuổi, cái tuổi đầy non nớt và ngây thơ khiến chị không dám phản kháng. Chồng chị thì nhu nhược, thấy vợ bị bắt nạt cũng không bao giờ lên tiếng bênh vực động viên. Vì thế chị chỉ biết khóc, chấp nhận làm phận trâu ngựa trong gia đình chồng. Nhưng làm phận trâu ngựa cũng không yên thân. 4 tháng sau khi làm dâu, thấy chị vẫn chưa mang thai, cả nhà chồng lại tiếp tục đay nghiến hắt hủi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Chị đành khăn gói bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng về nhà chị lại gặp phải sự phản ứng gay gắt của gia đình. Bố mẹ chị yêu cầu con phải quay lại nhà chồng. Thế nhưng quay về nhà chồng là quay về với phận trâu ngựa. Vì bị người ta dồn ép, chị quyết định lên Hà Nội kiếm sống. Chị chia sẻ, hồi ấy nhà tôi phản ứng mạnh lắm nên tôi buộc phải đi. Tôi đã đi khắp nơi tìm việc nhưng không ai nhận. Tôi nhớ lần đó tóc tôi dài đẹp lắm. Một ông chủ nhà hàng ở phố thấy vậy, nhận tôi vào để phục vụ khách. Từ đó tôi trở thành gái mại dâm. Chị kể tiếp, vào làm được một thời gian, tôi được nhiều người đàn ông chiều chuộng, cho tiền. Từ không có tiền tôi trở thành người có tiền, có đồng ra đồng vào gửi về cho bố mẹ. Cũng bởi có tiền, tôi lao vào những cuộc chơi sa đọa. Tôi đi khách, dùng ma túy rồi nghiện nặng. Năm ấy, trong một đợt truy quét các tụ điểm ăn chơi của Hà Nội, tôi bị dẫn vào trại phục hồi nhân phẩm. Đến nay hơn 20 năm làm nghề, chị đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau đớn về thể xác và tinh thần. Nhưng điều khiến chị cảm thấy buồn và đau đớn nhất vẫn là mong muốn có được một đứa con. Người phụ nữ này nói tiếp, tôi đã đi khám uống rất nhiều loại thuốc bổ để có thể sinh con, nhưng tin vui ấy vẫn còn quá xa vời. Đã không dưới một lần tôi yêu và mong muốn tiến tới hôn nhân với một người đàn ông khác. Thế nhưng sau khi chung sống tôi vẫn không thể mang thai. Từ mong ước có đám cưới, tôi lại không muốn đám cưới ấy diễn ra nữa. Tôi nghĩ sống với nhau là vợ chồng mà không có một mụn con làm sợi dây kết nối thì hạnh phúc rồi cũng sẽ tiêu tan. Chị Huệ buồn bã. Các bác sĩ đều bảo chị hoàn toàn có thể có con, vậy mà hơn 40 năm rồi chị vẫn chưa làm được việc ấy. Vì thế bây giờ một phần vì không có nhiều duyên với nghề, một phần vì muốn thay đổi cách sống để có thể có con, chị đã rời bỏ nhà hàng, rời bỏ công việc của một gái bán hoa để mở một quán nước mía, sống một cuộc sống giản dị. Chị bảo, những người dân ở đó chỉ biết mình là một người phụ nữ bán nước trà, bán nước mía. Ít ai biết rằng mình đã từng là một cô gái bán hoa.
Nói xong chị lại châm một điếu thuốc để hút. Vừa hút, chị vừa nhìn về một phía xa xăm rồi thở dài. Hồng Nhung rất là mong nhận được phản hồi của quý vị và các bạn trong phần bình luận phía dưới video. Và quý vị đừng quên gặp lại Hồng Nhung bằng cách bấm like và ấn đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh của chúng tôi phát hành video mới. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.